Và Hiếu Nghĩa rất vui khi được gặp lại quý khán giả trong chương trình Mua gì ở đâu phát sóng trên kênh HTV7 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Trong chương trình phát sóng vào sáng thứ 6 hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị rất nhiều thông tin thú vị xoay quanh chủ đề du lịch và giải trí. Mời quý vị cùng theo dõi. Đồng bằng sông Cửu Long là vùng đất dung dưỡng nhiều bóng cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Trong đó, cặp sao cổ thụ ở Đình Thần Long Thuận, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp sẽ là điểm khám phá thú vị cho những ai yêu thích nơi đây. Đình Thần Long Thuận tọa lạc tại xã Ấp Long Thới B, xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Từ năm 1876, khi đình thần được xây dựng, cặp sao cổ thụ đã đứng sừng sững nơi đây. Hai cây sao nằm hai bên như che chở cho mái đình. Gốc sao to bằng vòng tay của 3-4 người lớn. Người dân cho biết hai cây sao cổ thụ này đã tồn tại gắn với lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc của xã Anh Hùng Long Thuận. Vì thế họ chăm sóc và bảo vệ cây như chính cuộc sống của mình. Đình Long Thuận cũng được công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh. Hiện xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự được xem là một trong những điểm nóng sạt lở của tỉnh Đồng Tháp. Do vậy, chính quyền địa phương đã đầu tư xây dựng mái kè cặp bờ sông Cái Vừng để bảo vệ đình thần và những cây cổ thụ này được vững chãi cho đến nay. Trong khi đó, nếu đến tham quan khu du lịch sinh thái Tràng An tại tỉnh Ninh Bình, quý khán giả sẽ được trải nghiệm chèo thuyền kayak thay vì thuyền truyền thống. Môn thể thao kết hợp với tham quan khu du lịch mới này là một trong nhiều hoạt động kích cầu du lịch và hưởng ứng cuộc vận động Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phát động. Tham gia loại hình du lịch chèo thuyền kayak, du khách sẽ được hòa mình với cảnh quan thiên nhiên đặc sắc của Tràng An, được chèo thuyền trên sông men theo những dãy núi đá vôi kỳ vĩ với tổng chiều dài quãng đường là khoảng 3 km. Những ngày đầu triển khai, khu du lịch sẽ bố trí 100 lượt du khách tham gia trải nghiệm miễn phí. Theo đó, loại hình này không đòi hỏi du khách phải có sức khỏe tốt hay kỹ năng chèo thuyền chuyên nghiệp mà chỉ cần nắm được một số kỹ năng cơ bản. Bên cạnh đó, người tham gia sẽ được trang bị áo phao đúng tiêu chuẩn. Ngoài ra có một đội ngũ cứu hộ với hệ thống xuồng máy luôn túc trực bên cạnh. Mình đã được đến Tràng An rất là nhiều lần rồi ạ, nhưng đây là lần đầu tiên mình được đi thuyền kayak và mình cảm thấy rất là thích thú ạ. Đối với cái loại hình du lịch thuyền kayak thì đây là lần đầu tiên tỉnh Ninh Bình đã nghiên cứu và đưa vào phục vụ khách du lịch. Và đây là một cái loại hình du lịch nó rất phù hợp với giới trẻ. Đây là loại hình du lịch mới nên thu hút được rất đông du khách, đặc biệt là những bạn trẻ. Do mới đi vào hoạt động nên tại đây có 15 thuyền, phục vụ được khoảng 20 du khách trong mỗi chuyến tham quan. Dự kiến trong thời gian tới, khi nhu cầu của du khách tăng lên, khu du lịch sẽ bố trí thêm thuyền kayak để phục vụ du khách. Thưa quý vị, nhằm xây dựng những sản phẩm du lịch đổi mới và truyền tải chất liệu văn hóa Việt Nam một cách sáng tạo dành cho du khách, Vang Vọng Trống Chầu là dự án khởi nghiệp du lịch hướng về cội nguồn văn hóa đã được Sài Gòn Innovation Hub bảo trợ và ươm mầm. Dự án tái hiện màn diễn xướng hát bội đậm màu sắc truyền thống văn hóa xưa. Buổi biểu diễn có thời lượng 60 phút, giới thiệu những trầm tích văn hóa đặc sắc của vùng đất Nam Bộ như diễn xướng dân gian, văn hóa đình làng Nam Bộ và những đặc trưng nghệ thuật của bộ môn nghệ thuật hát bội trên nền tảng kỹ thuật sân khấu hiện đại. Điều này đã giúp du khách trong nước cũng như quốc tế có thể tiếp cận và tìm hiểu nghệ thuật hát bội một cách dễ dàng, sâu sắc hơn. Thì trong cái quá trình mà làm việc với nghệ sĩ thì chính những người nghệ sĩ mà đang cố công gìn giữ những cái loại hình nghệ thuật dân gian này trong cái hoàn cảnh rất là chật vật đã tạo cái nguồn cảm hứng để chúng tôi tiến thêm một bước nữa là bắt đầu một cái dự án khởi nghiệp có thể sử dụng các chất liệu những xướng dân gian để mà giới thiệu tới cho du khách và bạn bè. Và cái công nghệ AI ở đây trước tiên là để lưu giữ lại những cái điệu bộ, những cái khuôn mặt như là một cái cơ sở dữ liệu của những nghệ sĩ mà đang còn lại, để mà từ đó mình có thể tham khảo và làm thêm những cái sản phẩm diễn họa, những cái sản phẩm khác ngoài cái show, thì để có thể giúp cho mọi người có thể tiếp cận nó một cách dễ dàng. Nếu mà theo con đường hát bội là phải đam mê và phải chịu học hỏi và phải chịu cái sự khó khăn đòi hỏi rất là cao ở một người nghệ sĩ. Tại chương trình biểu diễn, du khách còn được tham quan, trải nghiệm triển lãm lịch sử phát triển, trang phục, mẫu vật biểu diễn cùng các ấn phẩm về loại hình nghệ thuật đặc trưng này.
Quý khán giả của Mua Gì Ở Đâu có thể theo dõi fanpage chính thức Vang Vọng Trống Chầu để tìm hiểu lịch biểu diễn của nhóm và thưởng thức tinh hoa nguồn cội trong từng câu hát, điệu múa của nghệ thuật hát bội. Tiếp theo chương trình sẽ là một hình thức giải trí hấp dẫn nhưng còn khá mới lạ ở Việt Nam mang tên hài độc thoại. Bằng góc nhìn lạc quan, hài hước cũng như sự hoạt ngôn của mình, các nghệ sĩ hài độc thoại đã biến những câu chuyện đời thường thành những câu chuyện hài để mang lại tiếng cười và sự lạc quan cho khán giả. Stand-up comedy hay còn gọi là hài độc thoại là một thể loại hài rất phổ biến và được ưa chuộng ở nhiều nước trên thế giới. Với hài độc thoại, người nghệ sĩ sẽ biểu diễn trực tiếp trước khán giả mà không cần kịch bản hay bất kỳ bạn diễn nào. Thay vào đó, họ dùng chất hài của cá nhân để kể những câu chuyện hài hước về một thói quen, một tình huống trong cuộc sống hay một thông điệp nào đó mà người nghệ sĩ muốn truyền tải. Độc thoại mà độc là một, thoại là nói. Tiếng Anh nó tên là stand-up comedy. Tức là hài kịch, mình đứng lên và mình nói chuyện một mình, thường là cái cách mình chia sẻ những cái quan điểm, những cái kỹ năng, những cái suy nghĩ, những cái gì mà mình suy nghĩ trong cuộc sống. Nhiều khi cũng chỉ một sự vật, sự việc mình nhìn khác đi và tạo ra tiếng cười cho mọi người. Trước đây em từng rất là rụt rè. Thì em nghĩ em cũng giống như bao nhiêu người khác khi mà đứng nói trước đám đông. Nhưng mà sau khi mà tham gia này thì mình cảm thấy là cái khả năng nói của mình nó được nâng lên. Khấu hài độc thoại nó cho phép họ đứng trên đó và nói những cái điều mà bình thường trong cuộc sống mình không dám nói ra theo một cách mà nó nghệ thuật và nó tự nhiên nó cũng giúp mình, chính bản thân mình giải quyết được những vấn đề đó và vượt qua được những cái chuyện có thể là tiêu cực không hay đó, mình biến nó thành một cái chuyện tích cực mà mình có thể tự chọc cười bản thân mình được. Không chỉ dừng lại là một bộ môn nghệ thuật, hài độc thoại còn giúp các bạn trẻ nâng cao khả năng ngôn ngữ, rèn luyện sự tự tin và kỹ năng nói chuyện trước đám đông. Những buổi sinh hoạt tại câu lạc bộ hài độc thoại như thế này hứa hẹn sẽ là địa điểm để mọi người cùng nhau giao lưu và chia sẻ những câu chuyện riêng của bản thân trong một không gian tràn ngập tiếng cười. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Quý vị có thể theo dõi thêm chương trình Mua Gì Ở Đâu của chúng tôi thông qua kênh Facebook và YouTube. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo cũng được phát sóng trên kênh HTV7.